Và giờ đây để tiếp nối chương trình này, một lần nữa Tuấn Dương xin mến gửi quý vị một lớp trích đoạn được mang tên Không Bao Giờ Quên Em. Xin mời quý vị cùng nghe. Lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, nhìn mưa trên phố em có sương sầu, có nghe cây mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau thấy em vui vươn ngày. Lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao anh sống khi mất em rồi, dặn em đôi buộc là nhung nhớ, chỉ yêu và biết em vui thì yêu em, yêu mà dù xa nhau phương trời diệu vời, lòng anh vẫn nhớ vẫn thương vẫn chờ vẫn đợi, nhớ biết bao kỷ niệm tình ta bên giường. Qua ấy có mây xám vẫn trôi, có gió chiều nhẹ nhẹ, có những cánh chim đơn đàn bay về tổ ấm. Thì em hỡi em ơi, dù biết rằng yêu là đau khổ, nhưng không yêu lòng anh càng khổ lụy. Người ơi xin đừng nói câu chia lìa, tình ta vẫn nồng say cho dù cách chia đôi đường. Nói sao bây giờ khi mà lòng anh tha thiết, ước mơ muôn đời chúng mình sẽ được trọn đôi. Em hãy an tâm anh vẫn tròn câu chung quy, anh vẫn chờ em chờ đợi buổi xuân về. Lời điên của em anh đây vô cùng sung sướng, anh sẽ an lòng chờ đợi ngày mình gặp gỡ. Dù ở nơi đâu giữa chúng rừng sâu, dù sáng tớm này lao vào lửa đỏ, những trái tim anh dường bao gian đó. Dù cho mưa gió, dù tình yêu đó cho mãi trong tâm cho đến ngàn năm, dù có xa nhau phương trời diệu vời, nhưng lòng anh vẫn đợi, vẫn ước mong sao, vẫn ước mong sao mình sống bên nhau cho đến muôn đời. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin được cảm ơn cô. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị rất nhiều.